ngành trồng tiêu tại Việt Nam đang giàu và đang đứng trước nguy cơ, tin tổng hợp. Tiêu Việt Nam đã nằm trong danh sách xuất cảng trị giá trên 1 tỷ Mỹ Kim một năm. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, năm 2014 xuất cảng được 156.000 tấn, tăng 16% so với năm 2013 và chiếm 58% số lượng tiêu xuất cảng toàn cầu. Những người canh tác tiêu trong các năm qua đã trở thành những người giàu có và diện tích trồng tiêu đã tăng nhanh chóng. Trong các tháng đầu năm 2015, giá hạt tiêu đen xuất cảng là 8.772 Mỹ Kim một tấn, là giá cao nhất trong 14 năm qua. Tuy nhiên, trong bối cảnh sáng rỡ này, mây đen đang kéo tới. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cộng sản Việt Nam cho biết, diện tích đất trồng tiêu tại Việt Nam đã lên trên 80.000 ha. Việc phát triển ồ ạt, lạm dụng phân bón, các loại thuốc bảo vệ cây PVTV làm cho cây tiêu mất sức đề kháng. Hậu quả là bệnh dịch của cây tiêu đang lan mạnh. Cây tiêu tại các vùng thâm canh, chuyên canh đang chết chậm vì vi khuẩn, sâu trùng. Liên Âu là thị trường nhập cảng lớn đã cảnh cáo về trữ lượng thuốc trừ sâu trong hạt tiêu Việt Nam. Nhiều nước ở Âu Châu đã ngừng mua của Việt Nam chuyển qua mua tiêu của Ấn Độ và Brazil. Bà Nguyễn Mai Oanh là Tổng Thư ký Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cho biết, số lượng hồ tiêu xuất cảng qua Liên Âu trong 3 tháng đầu năm 2015 đã giảm rất nhiều. Hiệp hội đề nghị Bộ Nông nghiệp phải đưa ra những giải pháp căn bản để kiểm soát giống thuốc PVTV, phổ biến kỹ thuật tiên tiến tại các vùng nông dân chưa có kinh nghiệm canh tác, thu hoạch và bảo quản. Hiện Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản, Nam Hàn, Liên Âu là khách hàng chính tiêu thụ 60% hồ tiêu Việt Nam. Các nước này đều là những nước có tiêu chuẩn an toàn thực phẩm rất cao. Tình trạng tiêu phát triển ồ ạt nhưng dùng quá nhiều phân và thuốc trừ sâu có thể sẽ làm hạt tiêu Việt Nam bị mất thị trường và nhiều nông dân sẽ lâm vào tình trạng phá sản.